chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Thúi lửa cho nó hết đấy. Thúi. Ui
không muốn biến. Anh khổ đâu, anh đốt đi chứ. Rồi mày ra lấy ớt đi, ra để ướt xương. Thì ta khổ bằng tí mà anh khổ. Lấy ớt đi, để ướp xương kia. Cái gì? Cái gì mày? Này nó ngon. Ngon đến chỉ rồi. Ơ, lấy cái cối xay ra đây để tao xay. Cối ở đâu? Trong kia kìa. Ủi giời, thế không biết. Xay nó ra, giống dã mỏi tay. Hello. Đây. Quay hỏng bố ơi. Thôi mày đưa tao ra. Quay gì? Mày xay xay đi. Mày xay đi. Hỏng bố rồi. Trời, đấy thì chưa nhưng mà nhãi, đang dùng được tàu của xay đâu. Tàu gì? Hỏng nước thôi. Hỏng bị luôn. Hai gói luôn à? Bắt cạnh nướng đi, bắt cạnh nướng than đi. Ngon quá. Mày trông coi thế này thế đấy. Chị cháy rồi. Từ từ. Cứ cầm đi, cứ cầm. Lát tiếp cho ra đi. Đỡ khói. Cháy càng ngon. Cháy. Tại mày trông cẩn thận. Cái thứ ngu nhưng mà anh thích ăn cay mà. Cái này để quên cho anh ăn. À quên. Em quên. Ở trong quên đầu ngay để em đánh ngu nhé. Là khỏi. Đây mày quên đi. Quyết
anh em mình xin phép ăn dần. Có đánh khóc không? Hả? Không khóc. Mày chém gió thì chém hết gì. Thôi cho em lên đấy. Ôi thôi. Có chó. Đấy. Mày cũng mời cả nhà. Mời cả nhà nhé. Nhà mình quyết định chèo dần. Món này không được đẹp mắt lắm, nhưng mà cái rất là ngon, cả nhà nhé. Ôi thôi, cho cháu. Nó gọi là gì nhỉ? Muốn biết cuộc sống nở hoa hay bế tắc thì cứ đến xem ẩm thực Tam Mao. Hôm nay là bế tắc rồi. Nhìn cái món này không được đẹp mắt rồi này. Đấy, anh cắt cho. Này, cắt chỗ chín. Hay là cầm cả ngon cả. Ngon này. Anh nắm này thơm quá. Hơi cay cay. Ướp thế mà không cay mà nhỉ. Anh nắm này ngon nhỉ. À, miếng này thì cay. Cắt xem miếng này. Bạn kia không nấm, chỗ trước trước rồi, cày ốc. Cày ốc đúng rồi. Bạn kia đấy nhỉ. Miếng nhỏ thôi. Đây. Ngập mồm. Ui, ngọn vai. Cả cái này đấy. Đây. Cái kéo đây. Cái con sao ạ? Cái con đạn đấy. Rồi, ăn như kiểu là ngọt thơm. Ngọt quá. Tắm mì cho vào trong đi. Chỗ này chín ăn như thế. Ăn như thế. Ôi, ôi, cho em ăn nhiều chín thịt quý ạ. Ai đã hảo. Từ, gớp, 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 gớp cái này đi. Từ, cắt. Rồi. Ăn, cho nó đặt hòa. Ê, cái kia cái gì đó. Ê, chít nè. Có mà anh cho chảy gió thì có. Chảy gió gì? Tao chảy gió à? Ui, chỗ này có không? Thì đã. Không sống đâu. Hơi sống sống. Wow. Wow, một cái nhà nhé. Ui, mời các bạn nhé. Không được đẹp mắt của nó. Không phải cháy không? Tâm lên nướng nó cũng vàng lên nhỉ? Cạo vào mày trông mày để nó cháy thì tao cạo ra nó bị thế. Em nướng ăn như kiểu bít tết đấy. Ăn ngon. Tao thấy nó đều đỏ. Đỏ thịt đấy. Chiều mày cắt lên cái đùi nữa nhé. Nướng ngon thật. Ngon thật luôn á. Tao thấy toàn màu rồi. Em ăn miếng này em xem. Ngọt. Tao thấy đỏ lắm rồi. Không phải đâu. Thịt này nó đỏ đấy. Nhưng mà nó ngon lắm. Nhìn như bít tết này. Thôi tao ăn chỗ chín, cho mày ăn chỗ đỏ. Tao có thấy mày tha cái gì đâu. Trời ơi. Chấm cả dúng dúng dúng. Ngon. Mày khôn ấy, mày có kéo cái dĩa không bẩn tay được thì mới ngon. Wow. Mày. Ui, đoạn này chín hết. Đây, để em. Ui. Em bảo. Ui. Bảo, em cắt luôn. Wow. Em cắt luôn.
Chúng mình lên chín hẳn rồi đấy. Im ạ. Đây, đã chia được rồi. Như thế à? Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 898 688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 898 688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.